Xin kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh của Đồ Cúng Phạm Kính. Và trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình ba tác phẩm được chế tác trên nền gỗ chắc đỏ đen. Và như các anh chị em nhà mình đã biết thì gỗ chắc là một trong những cái dòng gỗ quý thuộc nhóm 1A mà hiện tại trên thị trường được rất là nhiều anh chị em mình nhà mình săn lùng và sở hữu. Và ngày hôm nay thì các bác nhà mình thấy đây ở trên màn hình đó là tác phẩm Di Nặng, Quan Công và Đạt Ma thì là đều là những cái tác phẩm tượng mà rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng và sở hữu. Và không để các chị em mình chờ lâu thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm để các bác nhà mình có thể hiểu rõ nét hơn về ý nghĩa này, cũng như là về chất gỗ và đường nét đúng tỉa của những người nghệ nhân bên em nhé. Và đây ạ, tác phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến tất cả các chị em mình đó là tác phẩm Di Nặng Ngũ Khúc, được chế tác trên nền chất liệu gỗ chắc. Mức này thì có chiều cao là 1m08, ngang 33 và sâu là 32. Vâng ạ, với một cái khối gỗ có kích thước lớn như này thì cũng không phải là dễ dàng để có thể là sở hữu đúng không ạ? Và các bác nhà mình thấy thì bây giờ những cái phôi gỗ chắc mà kích thước lớn này trên thị trường thì cũng rất là khan hiếm. Và để làm ra được cái tác phẩm này thì bên em cũng dồn rất là nhiều tâm sức cũng nhà công siêu tầm các bác nhà mình nhá. Và với cái phôi gỗ này đây thì người thợ bên em đục trong chuốt rất là kỹ càng, từ diện mặt của ngài Di Nặng này hay để đến những cái đường nét xung quanh. Và với cái tác phẩm này thì các bác có thể nhìn thấy đó là 5 tiểu đồng rất là tinh nghịch đúng không ạ? Và từng đường nét thì đây ạ, các anh chị em thì mình sẽ nhìn rõ nét hơn qua màn hình, thì đó là những cái đường nét rất là kênh bong các anh chị em nhà mình nhá, và đặc biệt là nổi bật lên những cái đường vân gỗ vô cùng là độc đáo. Và với cái sản phẩm này thì bên em là hàng đánh xi chứ không phải là hàng BU, thì khi mà đánh qua một lớp xi thì bác nhà mình nhìn thấy cái độ trong này cũng như cái độ sáng của tác phẩm rất là đẹp đúng không ạ? Và những tác phẩm Di Nặng như này thì ai cũng có thể sở hữu được, vì ngày Di Nặng thì khi các bác nhà mình trưng trong không gian nhà mình thì có ý nghĩa đó là mang nặng may mắn tài lộc và mọi điều như ý cho gia chủ mình. Thì với hình ảnh Di Nặng đây thì các anh chị em nhà mình thấy là diện mặt thì được thợ bên em đục rất là tuyệt vời đúng không ạ? Toát lên một cái vẻ rất là phúc hậu và hiền từ các anh chị em nhà mình nhé. Và xung quanh cái tác phẩm này thì được thợ lại bên em là đục tứ diện. Và nếu anh chị em nhà mình vẫn đang muốn siêu tầm một cái tác phẩm Di Nặng có kích thước lớn thì các bác nhà mình có thể là tham khảo cái mã số 1 này của bên em các anh chị em nhà mình nhé. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang mã số 2, đó là một tác phẩm Quan Công. Quan Công hay còn gọi là Quan Vân Trường, Quan Thánh, thì hình ảnh Quan Công là biểu tượng cho sự trượng nghĩa hào hiệp, xua đuổi mọi tà ác và bảo vệ lẽ phải các bác nhà mình nhé. Và với cái tác phẩm này thì bên em cũng làm trên một cái khối gỗ chắc vô cùng là đẹp và giá trị ạ. Bức này của em thì có chiều cao là 87 này, ngang là 53 và chiều sâu của sản phẩm là 42, kích thước khá là lớn đúng không ạ? Và bức này thì em cũng sẽ quay gần hơn để anh chị em nhà mình có thể thưởng lãm nhé. Như các chị em nhà mình thấy thì bây giờ Quan Công trên thị trường cũng rất là nhiều tác phẩm hàng chạy máy, hàng đục tay thì có thể là cái giá thành nó rất là êm. Nhưng mà với một cái sản phẩm mà đã làm đục tay vô cùng là tỉ mỉ và chi tiết, và hơn nữa là trên một cái khối gỗ chắc này, thì các bác nhà mình cũng có thể là đoán được cái giá trị của tác phẩm này đúng không ạ? Đây em sẽ quay gần hơn để các bác nhìn thấy diện mặt này của ngài vô cùng là thần thái chị em mình nhá. Từ những cái đường râu thì được thợ tỉa thủ công và hoàn toàn bằng tay, rất là mượt, không hề bị đứt nét này. Và ở trên cái phần tà áo này của ngài thì các chị em nhà mình thấy không ạ? Chạm trổ vô cùng là tỉ mỉ với những cái đường nét hoa văn rất là tuyệt vời luôn. Và với cái phôi gỗ này thì bên em là có chất trên một cái phôi đế hương các anh chị em nhà mình nhá, để tôn cái tác phẩm nó được cao hơn và cũng như là nhìn nó sẽ được cân đối hơn các bác nhà mình nhá. Tại vì với cái phôi gỗ chắc thì đây em sẽ ghép từ cái phần này, đã ghép từ cái phần chân này lên là hoàn toàn là một cái phôi gỗ chắc liền khối, còn dưới cái phần đế này thì gần như là thay cho một cái kỷ nhá các chị em mình nhá. Thì đục người thợ còn đục thêm đá sen, những cái cánh tùng hay là những cái phần đất đá này, thì nhìn cái tác phẩm đó nó rất là hài hòa. Và bức này thì nếu anh chị em nhà mình mà hữu duyên thì cũng có thể là ủng hộ cho em, đây là mã số 2 các bác nhà mình nhá, cái tác phẩm đục tay rất là giá trị luôn ạ. Và tiếp theo thì sang mã số cuối cùng cũng là mã số 3, đó là một cái tác phẩm Đạt Ma, Đạt Ma Sư Tổ. Thì các chị em mình thấy là với hình ảnh Đạt Ma được người thợ khắc họa với các hình dáng khác nhau, như là Đạt Ma ngồi thiền, Đạt Ma bay, Đạt Ma cất thực hay là Đạt Ma giáo hóa, thì với cái tác phẩm này của em đây thì đó là một cái tác phẩm Đạt Ma giáo hóa, hay cũng gọi là có thể là Đạt Ma quá hại. Tại vì ngài thì bức này thì người thợ còn chế tác ngài đang đứng trên những cái gợn sóng các bác nhà mình nhá, đang đứng trên những cái gợn sóng. Và hình ảnh Đạt Ma thì khi mà các bác nhà mình trưng ở trong không gian nhà mình thì thể hiện cho cái sự thì có thể là trấn trạch trừ tà này, xua đuổi mọi khí xấu và mang lại đến những cái điều may mắn cho gia chủ mình. Thì các bác nhà mình biết là với những cái hình ảnh Đạt Ma thì không thể thiếu đó là hình dáng của ngài, đó là tay thì vác một cây gậy và đằng sau cây gậy này thì
còn có một chiếc nón lá này, một tải kinh thư và một chiếc giày các anh chị em mình nhá. Còn trên trang phục của ngài thì ngài luôn khoác đó là một cái tà áo dài. Đây ạ, một tà áo dài, chân thì chân đi trần. Và đây ạ, tay thì cầm một chuỗi vòng tràng hạt nhá. Và với cái tác phẩm đạt ma đứng này thì người thợ bên em đục đó là những vần râu xoắn. Và các bác nhà mình có thể nhìn thấy diện mặt đây ạ, rất là thần thái, ánh mắt thì nhìn rất là dữ dằn các bác nhà mình nhá. Với cái tác phẩm này thì cũng bên em cũng chế tác trên một cái phôi gỗ chắc liền đến 98% ạ. Bức này thì cao là 80, ngang là 40 và chiều sâu của sản phẩm là 29 nha chị em nhà mình nhá. Một cái tác phẩm rất là đẹp luôn ạ. Vâng ạ, và trong ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình ba tác phẩm tượng gỗ trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Nếu anh chị em và nhà mình quan tâm một trong ba tác phẩm thì các chị em nhà mình có thể nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em nhé. Đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo thêm. Còn với những bác nào ở gần cơ sở bên em thì rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả các anh chị em nhà mình đến tại đồ gỗ Phạm Tính ở làng nghề mộc truyền thống Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương để tận mắt thử.